Trong câu chuyện với tiến sĩ Bruce Vũ vào khoảng cuối câu chuyện chúng tôi có đặt ra với tiến sĩ một cái câu liên quan tới cái việc là có những cái khả năng, có những cái ý kiến cho rằng là sẽ xây dựng cái hệ thống cáp treo để đưa du khách vào trong hang Sơn Đồng trong thời gian tới một cách dễ dàng hơn, đại trà hơn. Và được biết là ông ấy cũng như là nhiều người nghĩ rằng là cái điều đó lại được không nên theo hai vị thì nếu suy nghĩ cả nhiều góc độ khác nhau kể cả vấn đề kinh tế vấn đề mỹ quan vấn đề môi trường vân vân về trước mắt cũng như về lâu dài thì là một người Việt Nam nhìn tới một cái 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 kỳ quan Việt Nam như vậy đó thì quý vị có ý kiến như thế nào? Vâng, à, tôi đồng ý 50% và tôi không đồng ý trăm với ý kiến của ông tiến sĩ Bruce Vũ. À, trên nguyên tắc ông nói đúng. À, À, cần để cho natural nó tự nhiên thiên nhiên đi bộ rồi 10 cái số này nọ thấy danh lam thắng cảnh mình phiêu được cái những cái gì ngoại cảnh này nọ ví dụ tiếng sáo đầu tiếng nước róc rách tiếng chim kêu này nọ rồi nhìn thấy bầu trời vĩ đã bao la ánh sáng rồi lung linh đại khái vậy à, trên nguyên tắc ông nói về vấn đề nghệ thuật đúng à, cần có những sự thiên nhiên à, tuy nhiên đứng về mặt thực tế đó như ông nói đó muốn đi tham dự như vậy phải huấn luyện 6 tháng rồi phải thể lực rồi phải chạy bộ đó đeo bao lô bao nhiêu ký này nọ tôi hỏi mình sống cho quảng đại quần chúng mà chứ đâu phải sống cho có mấy chục người một người một tua mười người đâu muốn cho quần quần chúng du khách cả thế giới về được bao nhiêu người già cả ốm yếu bệnh hoạn này nọ những người bệnh hoạn như này họ thích đi mấy chỗ đó tại vì họ muốn tới chỗ tr trong lành hay những cái thiên nhiên để họ cảm thấy đời sống thoải mái mà những người đó làm sao có thể lực như ông Bruce Vũ để đi bộ 10 cây số được hà và tập mang bao lô bao nhiêu ký được. Do đó, trên nguyên tắc thì do đó chính vậy vậy mà ngay có vấn đề chính trị hay vấn đề xã hội mình phải nhiều nhìn về nhiều cái phương diện. Có những cái lợi cái này, những hại cái kia. Và tôi nghĩ thì tôi tính tính tôi làm việc tôi hack compromise dung dung hòa. cái gì mình phải dung hòa thì nó mới hy vọng đạt cái hiệu quả nhiều hơn lép quá cũng được, rai quá cũng được, nhiều khi mình phải dung hòa. Thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn ủng hộ ý kiến ảnh, vẫn giữ một cái đường bộ đi. Vẫn 10 cây số này, thiên nhiên muốn ai sống với đá, với chim, với như này nọ thì cứ cứ nhưng bên cạnh đó làm những giải cáp để cho những người không đủ thể lực họ cũng có cơ hội tới đó. Dù không trọn vạn hưởng được cái thú thiên nhiên 100%, nhưng 6 70% là cũng tốt rồi. Tốt với họ và tốt cho những ban tổ chức hay cho đất nước Việt Nam có nhiều du khách. Chứ còn nếu mà biểu đi bộ không thì, thì tôi nghĩ rằng chỉ giới hạn một số người nào đó và những người khác không có cơ hội. Do đó mình tạo cơ hội làm những dây cáp cho họ đi, những người nào thiếu thể lực họ có đi bằng đó. Thì thứ nhất, thứ hai nữa là time. Nó tiết kiệm thời gian, ví dụ nhiều khi học viên sinh nghỉ hè hoặc một hai ngày, nhiều khi bỏ ra bằng ngày đi bộ có phải vô ích không? Đối với họ chỉ cần vào vô, vô, vô các cái hành động đó thôi. Thì tôi nghĩ rằng cả hai chiều vừa có dây cáp để đi vào cũng thuận tiện. Và vừa cứ đi bộ ai muốn đi bộ thì bộ. Vâng. và cách nào cách nào kể cả đi bộ lẫn dây cáp vẫn bảo vệ được cái cái sự nguyên vẹn của của thiên nhiên. Đúng rồi. Vâng. Đã nhiên đã nhiên đâu cần có gì ta hại đến thiên nhiên đâu. Dây cáp thì cho dù nó có thiệt hại đi cách không có gì hoàn toàn hết, nhưng ví dụ làm mắc cái thể vải thẩm mỹ 10% đi thì xô quá có thể bù lại được những cái lợi khác thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình tính toán làm sao nó giảm thiểu được cái, bớt cái sự hại nhưng bề mặt khác là nó lợi thì cũng tốt thôi phải có những cái nghiên cứu rất là kỹ tôi chỉ đồng ý cái là đã gọi là du lịch thì phải bằng mọi cách để làm sao mà thu hút được càng nhiều thành phần du khách càng tốt à, qua cái chuyện mà phải đi 10 cái số hay bao nhiêu cái số thì cái cái chuyện đó tôi nghĩ là không khó giải quyết nhưng mà cái vấn đề giải quyết là như thế này thứ nhất là quốc sách thứ hai đó à, Là kể cả những nhân viên công lực và an ninh ở bên trong đó Tôi nói vấn đề rác thôi Tôi nói vấn đề mỹ thuật không thôi Giả sử nhưng mà không khéo Mà không có những cái đầu óc Về mỹ thuật, về trình độ nhìn xa trong rộng Thì lại giao cho một ông thầu nào đó Bắt đầu ông gắn đèn xanh, đèn đỏ vào trong nó đèn vàng Nó giống như ở bên Trung Quốc vậy Trông nó sẽ vô cùng rẻ tiền và những cái 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 đó không gọi là mỹ thuật để thu hút được khách phương Tây được đâu. Nói tóm lại là đây là cái màu vàng. Nếu thế hệ chúng ta Mà không đủ can đảm để Chặn mất cái lòng tham lại Lại đứng ra đưa ra công ty này công ty kia đấu thầu để trong túi chúng ta đã nhiều tiền hơn Thì xin lỗi Chắc Việt Nam sẽ biển biệt mãi thôi Câu hỏi cuối cùng liên quan tới vấn đề sân đồng à, Mà xin quý vị tóm tắt Cho câu hỏi cuối cùng này à, Nếu mà có Dịp Có điều kiện về mặt sức khỏe Về mặt thời gian, về mặt tài chính à, Quý vị có muốn đi thăm cái động đó hay không? Anh chị trước. Vâng, à, cái điều thứ nhất đó, trước khi tôi trả lời đó là tôi muốn rằng à, uh, nhà công quyền cộng sản Việt Nam tách rời dù rằng cái sân động này đó nó nằm trong đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản đang cai trị, tuy nhiên tôi hy vọng rằng sẽ tách rời vấn đề chính trị ra. Đây hãy cho đồng bào hãy ngồi trong nước họ đâu thấy đây cái hành động của đất nước Việt Nam chứ, của đảng của đảng cộng sản Việt Nam. do đó, cái đó nó rất là quan trọng. tại vì không, chứ đừng có kiểu giống như người, người đảng cộng sản Việt Nam hay nói à, yêu đảng cộng sản Việt Nam tức là yêu đất nước Việt Nam, hay yêu đất nước Nam tức là yêu đảng cộng sản Việt Nam. tôi nghĩ rằng nó nó sẽ rất là ron và nó sẽ sai, nếu áp dụng đến sân đoàn này, trở nghĩa là đánh với Đảng Cộng sản Việt Nam, hay đánh Cộng sản Việt Nam, tất nhiên là phải đánh với sân đòn này. Tôi, 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 tôi anh vũ Trung cho biết cái, cái 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 câu hỏi về cái vấn đề là anh có muốn đi hay không nếu với những cái điều kiện có. được à, Tôi muốn đi chứ nhưng mà sợ vấn đề thể lực không cho phép thôi. Nhưng mà tôi xin muốn trình bày cái vấn đề anh Ngô Kỳ nói, à, anh nói rằng là đừng cho mọi người hiểu rằng cái này là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế tôi nghĩ rằng là của đất nước Việt Nam hiện nay cái thể chế bây giờ nó là đảng lãnh đạo thì các ông muốn làm gì các ông làm phải không? Anh đâu muốn làm gì được đâu, anh phản đối anh cứ phản đối. Nhưng mà tôi chỉ ngại nhất là bây giờ trong cái khu vực mà cửa động vào lại bắt đầu có những cái biểu ngữ xong rồi cờ của Việt Nam treo đầy khắp hết, nó giống như một cái đàn đoàn hát bội xong rồi lại có những cái banner thật là to. Ờ, trước mặt du khách là đảng cộng sản việt nam à, vinh quang những cái đó đó nó xin lỗi không phải là vấn đề chính trị nữa mà là vấn đề mỹ thuật mà tôi nói đây là nói thôi chứ còn chắc có lẽ nó không xảy ra cái đó đâu không, vâng. à, quay trở lại là ông ngô Kỵ có muốn tôi đi hay không thôi không? không phải mỹ thuật tôi nói chính trị anh là nói về vấn đề mỹ thuật tôi là người sinh hoạt chính trị tôi đang nói về chính trị và tôi đã nói là tôi tôi hy vọng không có điều đó ok tại vì nó quan trọng rất là quan trọng chứ đó tại vì trong quá khứ họ, đảng cộng sản việt nam đã lợi dụng yêu tổ quốc là yêu đảng cộng sản rồi do đó cái này đồng ý hồi nãy tôi có nói là cái hành động này nằm tại việt nam dưới sự uh, cai trị của đảng cộng sản việt nam ai à, cũng yêu điều đó nhưng uh, những người du khách họ tới họ không tới vì đảng cộng sản việt nam tới thăm một thắng cảnh của việt nam khác ok uh, cá nhân tôi đó, thì tôi đang chống đảng cộng sản việt nam và trong lúc này đó thì uh, tôi vẫn uh, không có đồng ý những cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó cái hành động này nó là quê hương đất nước tôi. Nhưng dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cá nhân tôi thì chắc chắn tôi không về rồi. Cho dù có mua giá bài tôi cũng không về. <laughs> Phải chăng chính vì cái suy nghĩ đó là chính ông mới là cái người mang chính trị vào cái hang độc sơn đồ này thưa ông? Đúng, đúng, đúng. Tại vì tại tại vì tại vì cái cái quan điểm chính trị đó, tôi có trước khi mà các các đề cập đến cái hành động này rồi và tôi đã chủ trương là không về Việt Nam khi còn chế độ cộng sản cai trị đất nước Việt Nam. Bây giờ chúng ta qua một đề tài khác nhưng nó cũng rất liên quan tới cái chuyện mà câu câu cái câu chuyện cuối cùng này. À, hiện nay à, đang diễn ra chương trình à, cuộc thi à, thể thao Olympic ở Brazil, Rio de Janeiro, ở Brazil và trong đó à, đoàn Việt Nam cũng là một trong những đoàn đi tham dự à, Olympic kỳ này. À, chúng ta đã được biết trong mấy ngày qua một cái tin tức là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đoạt được huy chương vàng môn bắn súng 10 mét súng hơi nam. Đây là một cái kỷ lục chưa từng có đối với lại lịch sử Olympic Việt Nam một huy chương vàng lần đầu tiên. Ông đạt được 202.5 điểm. Xin hỏi ông Ngô Kỳ trước. À, ông cũng vừa mới nói cái những cái gì nó cũng đều liên quan tới vấn đề chính trị Việt Nam thì là nó sẽ có cái sự phản ứng. Với một cái huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam như vậy. Kể cả trước 75 hay sau 75 đều chưa có cái chuyện này xảy ra. Ông cho đây là một tin vui hay là một cái tin mà cũng vẫn bị lấn cấn với cái vấn đề chính trị thôi. Tôi cảm kích và tôi ca ngợi cái tài của anh này, cái cá nhân cái này. Nhưng nếu nói là do nhà sự nhà lãnh đạo cộng sản huấn luyện hay là chỉ đạo này nọ thì tôi, tôi không có tôi không ca cái chuyện đó, tôi không để ý cái chuyện đó. Cái đó tôi chỉ ca ngợi anh này giỏi và anh này uh, xứng đáng À, là người Việt Nam à, đã từng à, đã đã có những cái khả năng như vậy chứ còn nếu mà à, nói anh này là nằm dưới sự huấn luyện chỉ giáo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì là chuyện khác. Hỏi tôi có chấp nhận cái điều đó không? Tôi không chấp nhận. Tôi tôi. tôi, tôi. Niềm vui đó à, ngay cả khi cái cái người xạ thủ này Hoàng Xuân Vinh này à, đi thi đấu ở à, à, Olympic trong màu cờ sắc áo của Việt Nam, màu cờ đỏ sao vàng thì nó vẫn giữ được cái niềm vui đó đối với ông hay không thưa ông? Tôi chỉ chỉ biết anh ta là người Việt Nam trong cái niềm vui. Còn nếu nữa tôi không cần quan nghênh là cộng của cộng sản này nọ thì cái chuyện đó tôi 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 không có công nhận điều đó. Tôi chỉ công nhận anh là, là người Việt Nam vậy thôi. Nhà báo Vũ Trung cho biết ý kiến về cái kết quả huy chương vàng đầu tiên này của Việt Nam thưa thưa anh. Trước khi Ngọ Xuân Vinh này có huy chương vàng Olympic ấy thì tôi cũng đã rất mến cái cô cháu viên ánh bồi lội tôi kỳ vọng là Ánh viên. viên hy vọng là thế nào đồng bạc vàng hy vọng là cô sẽ được một trong ba nhưng mà cho đến giờ phút này thì hình như là chưa chưa có được cái nào thì buồn uh, buồn năm phút nhưng mà qua cái tin Hoàng Xuân Vinh thì tôi mừng mừng bởi vì uh, Olympic không phải là cái chuyện cái chuyện đơn giản mà nhất là cái huy chương vàng này là huy chương vàng Olympic hình như là đầu tiên mà người Việt Nam đoạt được còn cái chuyện mà đảng cộng sản có giúp hỗ trợ cho ông thì bản thân ông ta là bộ đội mà ông ta uh, phải đi tập hàng ngày mà qua những tin tức cho thấy phải bỏ nhà bỏ cửa đi tập hoài ha. thì uh, ông ta có được sự hỗ trợ nữa, được sự hỗ trợ chứ. Bây giờ nếu mà cái vin vào là do đảng cộng sản hỗ trợ để mà không không cái niềm mạnh diện nó giảm bớt đi đó, thì tôi e rằng nó khập, nó khập khiễng. Cho nên uh, nhìn thì vẫn cứ nhìn. Uh, xẻ ra làm năm làm tư thì vẫn có quyền cứ xẻ ra, ra làm năm làm tư nhưng mà nếu nhẹ một chút nhìn đó là người Việt Nam như vậy thì cũng nói sâu luôn về cả cả cái lĩnh vực đó ngoài uh, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngoài cả uh, ngoài cả vận động viên Ánh Viên cả đoàn Việt Nam đều là những vận động viên thi đấu trong màu cờ sắc áo Việt Nam màu cờ đỏ sao vàng như vậy đối với lại những người Việt Nam ở hải ngoại đặc biệt là ở Mỹ khi mà xem theo dõi à, cái cái kỳ Olympic như vậy đó. Như mấy bữa nay chúng ta cũng thấy ở các quán cà phê cũng vậy. Thì à, có phải đứng vào trong một cái vị trí thật là khó khó xử hay không khi mà vừa muốn ủng hộ cho đoàn Việt Nam nhưng lại cũng có nhiều người lấn cấn về cái màu cờ sắc áo đó. Thưa ông Ngô Kỳ vâng cái đó rất, rất là tế nhị vâng thì tôi đã nói rồi họ nhìn về cái lăng cánh nào người đó là người việt nam ủng hộ người việt nam chứ không có những người quốc gia tị nạn cộng sản thì họ không có ủng hộ phái đoàn cộng sản việt nam ngay cả cá nhân tôi vậy cho đó nên nếu mà phân tích thì cái đó mình cảm nhận nhiều hơn chứ còn phân tích bằng ngôn ngữ nó cũng rất là khó nói à, ngay cả bằng chứng ở mỹ ha, này nào có những thế giới mà tự do này nọ người việt nam ví dụ người tị nạn việt nam tại pháp đức úc đặc biệt ở mỹ rất là nhiều người lực sĩ hay những người uh, nổi tiếng thành công tại mỹ mà họ với tư cách là người tị nạn thì À, người người tị nạn chúng tôi rất là cảm kích họ vừa vấn đề là họ là Việt Nam mà vừa vấn đề là họ là người tị nạn chống cộng sản nữa thì nó đi hai chiều nhưng đối với người mà à, lực sĩ ở Việt Nam đó à, họ họ thành công như được Olympic được, được uh, tháng này nọ thì cái nhìn chỉ có một chiều thôi là người đó người Việt Nam còn chúng tôi không muốn nhắc đến họ là người cộng sản tại vì cái đó nó vấn đề vấn đề tâm lý nhiều hơn à, thì nói rằng bao nhiêu người quan tâm đến cái sự kiện phái đoàn việt nam đi dự olympic ấy, thì tôi chỉ nói về phần tôi mà thôi à, nó chính xác nhất đó là tôi cố tôi ngồi đợi cho thật khuya cái xếp theo thứ tự của phái đoàn đi đi ra trình làng cái đêm mà khai mạc đó thì xếp theo cái ngôn ngữ của bồ đào nha portugal cho nên đó, đoàn việt nam đi khuya lắm anh kỷ tôi đợi tôi cố tôi đợi xem xem làm sao thì Tôi ghi nhận được một sự khác biệt, nếu mà tôi nói sai thì xin quý vị ta thứ cho. Hình như là đây là lần đầu tiên phái đoàn Việt Nam đi uh, dự, có lẽ là đông nhất từ trước này. Chỉ trong cái bối cảnh một Olympic mà thôi mà nói, thì trên dưới hai chục người. Nhưng sau đó thì phát cáu là bởi vì cái ống kính truyền hình mà chúng tôi của cái hãng nào nó quay mà tôi xem ở bên Mỹ này thì thấy kéo dài có mấy giây đồng hồ mà. Trong khi đó nhiều cái đoàn khác thì không phải chỉ chỉ riêng đoàn Mỹ, đoàn Mỹ thì đúng có lẽ là tại hộp pro Mỹ, họ là người Mỹ cho nên họ chiếu đi chiếu lại những cảnh mà đưa ngón tay này ngón tay kia. Nhưng mà ngược lại các cái đoàn lực sĩ khác thì họ chiếu từng khuôn mặt ông cầm cờ cho thật cũng mất được mấy giây rồi xong những người đi chung trong đoàn. Còn Việt Nam đi thoáng qua cái thôi luôn. Thì tôi có cái cảm nhận đó. Bà xã tôi cũng có cảm nhận đó. Rồi ra ngoài Gypsy cũng có một người cũng đồng ý với tôi như vậy. À, cuối cùng anh muốn nói gì? ý tôi muốn nói rằng là mừng là vì Việt Nam đã đủ tài lực để mà cử được lo chi phí được cho người ấy lực sĩ cái mừng thứ hai là với thời gian đấy thì số người có khả năng để đi tranh Olympic đó, nó nhiều hơn của những vài năm vài chục năm về trước trong cái đó so với những đoàn như Lào trong tội nghiệp so với những cái đoàn mà những cái, những cái tên quốc gia trên thế giới nhiều khi tôi cũng không biết đó là quốc gia nào nữa có vài ba người thì thì mình cũng có một chút thanh diện này ạ Thôi hồi nãy anh nói là cái chuyện mà chiếu và sơ một người mấy người Việt Nam lải tả nhiều đông mà lại ít rồi anh ý, ý mình cảm anh muốn thấy mình cảm thấy giống như là Đó, anh, anh anh muốn, cảm, tôi muốn anh trao để biết cái cảm tưởng cả, anh như cảm thấy giống như là tại sao đối với đối với cái đoàn Việt Nam này sao nó hẩm hưu thế nó nó lại chiếu có một chút xíu mà nó Đâu, không chiếu dài như thế. Tại sao mày, Theo anh nghĩ là tại sao vậy? Ồ oh, tôi làm sao mình biết được anh <laughs> vấn đề đó, đó là vấn đề khán giả hồi nãy giờ nghe anh nói Đâu, mà anh anh thả lơ không biết là tại anh anh, anh, anh cái, người đó cầm, những, cái đó là cái đó là những cái người quyết định mà producer hay là manager của những cái công ty truyền hình như đài số 4 mà Còn họ đứng vào thầu như, như vậy có phải họ muốn nhục mà cộng sản việt nam không Ủa ừ, chứ gì đấy Nếu như vậy thì tại sao Anh lấy cớ gì anh nói Không tôi hỏi mà Tại vì anh nói Tại sao những người khác là chiếu nhiều mà Việt Nam thì chiếu ít Trong khi Việt Nam tới mấy chục người rất là nhiều như vậy anh phải đưa kết luận anh Khi anh đưa ra vấn đề, tất nhiên anh phải có một cái 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 cái, cái suy nghĩ về vấn đề đưa ra chứ thì không, khán giả thì là đang vì muốn cái cái đó ngoài cái thẩm quyền của tôi. Ủa chứ như vậy tại sao anh đưa ra để làm cái gì? Anh đưa vậy ra à... hoàn toàn có một Vậy thì xin không suy diễn thêm cái điều đó, cái điều đó. Nếu các anh thắc mắc xin gửi email gọi điện thoại trực tiếp cho đài NBC là đài là toàn quyền phát cái chương trình này. Một câu hỏi tới câu hỏi này cũng dành cho nhà báo Vũ chung. À, đã người đã từng rơi những giọt nước mắt cho vận động viên Ánh Viên khi cô ấy gọi là là thắng ở ở ở giải Á Châu vừa rồi thì à, vận động viên Ánh Viên trong cái giải à, trong cái vòng loại 400m hỗn hợp nữ đã đứng thứ chín thua cái người thứ tám khoảng chừng chấm 31 giây do do vậy đã không được vào cái vòng chung kết à, anh có cảm thấy à, anh không? có buồn không? Buồn chứ, thế là tôi rất buồn. Tôi cứ nói và xã tôi là hy vọng rằng ánh Viên sẽ được một trong ba cái huy chương thì cũng sẽ được. Mà nói về giọt nước mắt thì anh Ngô Kỳ còn có nước mắt mà không chi tôi. Quý vị cứ thử treo với Ngô Kỳ coi. Rồi này tôi đừng cùng anh sẽ khóc hu hu như một đứa trẻ thơ vậy đó. Bây giờ bây giờ có câu này nó hơi ngồi đề trước hồi nãy anh Trung nói là ảnh hồi nãy anh họ đi về cái sân động này đó thì ảnh đi không? thì ảnh trả lời rất là khéo ảnh sợ cái thể lực ảnh không có đủ phải không ạ phải không ạ như vậy có thể mà đặt câu hỏi khác không anh có về thăm thành phố hồ chí minh không anh đi không ạ tôi nghĩ rằng cái đó không cần thể lực ảnh có đi không ạ tôi đi tôi thích đi thì tôi đi chứ <laughs> còn bên việt nam có cho tôi vào hay không đó là chuyện của việt nam bây giờ tôi giả sử tôi có được cái visa cho anh về việt nam thì sao anh về không cái điều kiện thì giờ tôi thu xếp được không anh, anh anh rồi hỏi câu nữa thì anh sẽ nói như vấn đề đặt ra là anh có muốn về Việt Nam trong lúc này hay không anh có muốn về hay không và anh sẵn sàng về hay không trong lúc này về, về, hay không trong lúc này lại là một cái có lẽ một đề tài khác mà Còn, nhà báo Vũ Trung cũng chưa là... tới lúc à, đại, đại, trả lời chúng ta anh... sẽ có một uh, một một buổi khác nữa anh... sẽ nói về cái vấn đề này ngắn gọn thôi để, để... Ngắn gọn thôi để cái... chúng ta có thể tiếp tục cái câu chuyện muốn có muốn về Việt Nam hay không năm 1992 tôi có về từ một cái trạng thái xa quê hương tôi về đến việt nam khi máy bay phi là tuân đang còn bay trên bầu trời tân nhất tôi khóc nhưng bước xuống phi trường tân nhất một người hải quan trước mặt tôi là một người mỹ và tôi đứng sau người mỹ đó thì ông ta nói với tôi bằng tiếng việt và tôi cho rằng câu nói này rất sách má không cần thiết ông hỏi tôi ở đâu thì thời đó tôi cũng không biết tôi ở đâu nữa về làm gì tôi cho rằng những cái câu hỏi đó đó là quyền của những viên chức an ninh nhưng mà nó không có quen cái 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 câu hỏi đó. Chưa kể một vài trường hợp tôi bị bị thử một cái rất nặng nề ngay tại Hà Nội ở trên ga xe lửa. Cho nên tôi cảm thấy tại sao con người Việt Nam nó vong thân đến mức như vậy. Tôi nói tiếng Việt. Tôi mua một ly cà phê nhưng mà hai cô ở khách sạn lớn ngay trung tâm Hà Nội. Chừng như là thấy tôi giống như là một người trong nước đi cái dép cao su không tiếp. Tôi đã Đấy đế nhỉ đến mức là tôi không gọi một gói thuốc 3 số 5 Tôi được ở Hà Nội vài ngày Cô cho tôi hai điếu ba số Thì cô lập tức nói chúng em không có bán thuốc lá lẻ Thì tôi bảo vâng thế thì cho cả gói Tôi không có cái thái độ hung hãn hay là Hay là phô trương để mà Khoe mã Thú thật là như vậy Thôi thì cái đó là một đề tài rất là <laughs> sâu và dài hơi chúng ta sẽ có thời gian và và có cơ hội để quay lại cái chung đề mà, tài đi không về lắm, giờ không không lại, chung đâu. Um, nhưng mà chúng ta nếu mà lang mang nó sẽ đi hoài <laughs> không, không bao giờ có cái ngõ gọi là exit ra cái freeway của chúng ta um, nếu mà có một cái điều gì đó uh, nhắn rưỡi với lại cô vận uh, động viên ánh viên là 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 cái người mà anh cũng đã có nhiều cảm tình <laughs> Mà một lần trong một lần cũng phải nói là một lần à, trực tiếp tới gặp thầy trò ánh viên ở à, bên tiểu bang Florida Trong câu chuyện của chúng tôi nói cũng cả đã có nhắc tới cái chi tiết nhà báo Vũ wow, Trung à, à, nói về cô ấy à, Và cô ấy cũng rất cảm động Thì à, trong khi cái việc mà Olympic vẫn còn đang diễn ra Ánh ừ. à, viên cũng vẫn còn có cơ hội để mà thi đấu một vài lần nữa Nhà báo Vũ Trung nói gì với, với vận động viên này Trước hết á À, tôi xin phép tại vì cô Viên ánh anh Viên à, cô ấy nhỏ hơn tôi nhiều cứ tạm gọi là cho tôi được kêu bằng cháu đi cho nó gần gũi thì cháu anh Viên ạ à, à, cho dù có thế nào về kết quả Olympic thì chẳng nữa thì với cái nhìn của tôi cháu không thành công thì cũng thành nhân và cái công đó cái công mà thành công đó và thành nhân đó cháu phải biết cảm ơn cái người huấn luyện viên đã đi theo cháu nhiều tháng ngày để cháu có được cái hân hạnh đại diện cho Việt Nam tham dự môn bơi lội ở Olympic. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bồ Sa TV. À, nhân câu chuyện của tiến sĩ Bruce Vũ kể về hang sân đồng, chúng ta đã có mổ xẻ khá nhiều cái đề tài xung quanh. Và trong không khí của mùa Olympic thì chúng ta cũng đã nói tới à, những sự kiện xung quanh, đặc biệt là liên quan tới các vận động viên Việt Nam. À, chương trình sẽ chấm dứt ở đây ngay quán cà phê Gipsy, trên đường Bồ Sa Lô Sài Gòn. Trước khi chấm dứt, à, mỗi vị cho một cái ý kiến, à, có để đóng lại là giống như là một trả lời một câu hỏi này, cái mong muốn của quý vị đối với lại đội Việt Nam trong kỳ Olympic này là như thế nào? Vâng, tôi à, cầu chúc những người à, tham dự viên họ có những giây phút thoải mái và họ có thể thi thố tất cả những điều gì mà ta mong muốn được thành công theo cái ý nguyện người ta thôi đã có một huy chương vàng tôi mong sẽ được thêm một cái huy chương nữa hoặc là nhiều nữa và đã có huy chương vàng rồi thì cũng hy vọng rằng quý vị sẽ đạt được những huy chương kế tiếp đó là bạc hoặc là đồng cảm ơn hy vọng uh, mong muốn của nhà báo vũ trung À, không phải là một mong muốn xa vời Đối với đội Olympic Việt Nam Chương trình chấm dứt ở đây Một chiều cuối tuần Xin kính chào quý vị khán giả Của chương trình Phố Bồ Sa TV